Câu chuyện ba chú heo con. Ngày xưa, có một bà mẹ heo sinh được ba chú heo con. Ba chú heo hay ăn nên lớn rất nhanh. Khi thấy những đứa con của mình cũng đã lớn, ba mẹ heo mới nói với ba chú heo con rằng: "Các con giờ cũng đã lớn cả rồi, không còn bé bỏng như ngày xưa nữa. Giờ cũng là lúc ta cho các con ra đi và các con phải tự xây cho mỗi đứa một căn nhà. Nhưng các con phải cẩn thận, đừng để gặp chó sói mà nó bắt ăn thịt đấy." Ba chú heo con tạm biệt mẹ lên đường xây cho mình những ngôi nhà riêng. Ba chú heo con bắt đầu lên đường. Các chú tự bảo với nhau rằng: "Ba anh em chúng ta phải thật cẩn thận, đừng để chó sói bắt ăn thịt nhé." Đi được một đoạn đường thì ba chú heo gặp một bác nông dân đang vác trên mình một bó rơm to. Ba chú heo đứng lại chào bác nông dân. Chú heo cả nói với bác: "Bác nông dân ơi, bác cho cháu bó rơm này nhé. Cháu sẽ tự làm cho mình một ngôi nhà bằng rơm." Bác nông dân vui vẻ trả lời: "Cháu định làm một ngôi nhà bằng rơm thật sao cậu bé? Được thôi, ta cho cháu cả bó rơm này đó." Chú heo cả vui mừng lấy số rơm mà bác nông dân cho và dựng một ngôi nhà bằng rơm. Dựng xong nhà, chú nói: "Giờ ta đã có một ngôi nhà bằng rơm để ở. Chó sói không bao giờ bắt được ta để ăn thịt nữa." Chú heo thứ hai nói: "Em sẽ tự mình làm một ngôi nhà chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh." Chú heo út nói: "Em cũng vậy. Ngôi nhà bằng rơm của anh rất mong manh, không thể chống lại được gió lớn. Em cũng sẽ làm cho mình một ngôi nhà chắc chắn." Chú heo thứ hai và chú heo út tiếp tục lên đường. Còn chú heo cả thì ở lại với ngôi nhà bằng rơm vừa làm được. Đi được một đoạn đường thì hai chú heo gặp một bác tiều phu đang vác trên mình một bó cành cây lớn. Chú heo thứ hai nói với bác tiều phu: "Bác tiều phu ơi, bác cho cháu bó cây này, cháu muốn làm cho mình một ngôi nhà bằng những cành cây trên." Bác tiều phu mỉm cười nói: "Được thôi cậu bé, bác cho cháu hết số cành cây này đó. Nếu được, cháu hãy thử dựng cho mình một ngôi nhà xem sao." Được bác tiều phu cho hết số cành cây, chú heo thứ hai liền dựng cho mình một ngôi nhà bằng cành cây. Dựng xong, chú nói: "Ngôi nhà bằng cành cây này nhìn trông chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh cả rất nhiều. Giờ thì không có con sói nào ăn thịt được ta nữa." Chú heo út nói: "Em sẽ dựng cho mình một ngôi nhà chắc chắn hơn ngôi nhà bằng cành cây của anh." Thế là chú heo út tiếp tục một mình lên đường. Còn chú heo thứ hai thì ở lại với ngôi nhà mà chú vừa mới làm xong. Đi được một quãng đường, chú heo út gặp một bác thợ xây đang kéo trên xe rất nhiều những viên gạch. Chú heo út đứng lại chào bác. Chú nói: "Bác thợ xây ơi, bác có thể cho cháu số gạch trên được không bác? Cháu sẽ xây cho mình một ngôi nhà bằng gạch." "Được thôi, chú bé,
bác ấy cho chú heo con một số gạch. Rồi chú heo út tự mình xây một ngôi nhà bằng gạch. Phải mất thời gian khá lâu mới hoàn thành. Không sao, vì đó là một ngôi nhà tiếp tráng. Chú heo út rất hài lòng với căn nhà của mình. Chú nói, bây giờ chó sói sẽ không bao giờ bắt và ăn thịt địch ta nữa. Hôm sau, có một con chó sói xuất hiện trên đường. Nó đi đến ngôi nhà bằng rơm của chú heo cả. Khi trông thấy chó sói, chú heo cả vội vàng chạy vào nhà và đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói, này heo con, này heo con, mở cửa cho ta vào với. Không, không, ta sẽ không để mi vào đâu. Được rồi, ta bực mình và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi. Chó sói gầm gừ. Nói rồi, nó thổi và nó thổi. Ngôi nhà bằng rơm sập xuống. Chú heo cả chạy sang nhà của chú heo thứ hai. Chó sói đuổi theo heo con thì đến được ngôi nhà bằng cành cây của chú heo thứ hai. Chú heo thứ hai trông thấy chó sói, liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói, này heo con, này heo con, hãy mở cửa cho ta vào. Không, không, ta sẽ không để mi vào đâu. Được rồi, ta bực mình và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi. Chó sói gầm gừ. Nói rồi, nó thổi và nó thổi. Nó thổi và nó thổi. Ngôi nhà bằng cây sập xuống. Hai chú heo phải chạy sang nhà chú heo út. Sói đuổi theo thì đến ngôi nhà bằng gạch của chú heo út. Chú heo út trông thấy chó sói, liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói, này heo con, này heo con, hãy mở cửa cho ta vào. Không, không, ta sẽ không để mi vào. Được rồi, ta bực mình và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi. Chó sói gầm gừ. Nói rồi, nó thổi và nó thổi. Nó thổi và nó thổi. Nhưng căn nhà bằng gạch thật chắc chắn và không hề ngã sập. Chó sói giận vác, nó leo lên mái nhà. Nó chui vào ống khói và leo xuống. Chú heo con đã đun sẵn một nồi nước sôi và khi con sói leo từ ống khói xuống, chú heo liền mở nắp nồi nước sôi. Chó sói rơi tung vào nồi nước sôi. Thế là hết đời con sói gian ác. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn nhỏ ơi, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải làm cho hết sức mình. Nếu mình thực sự cố gắng làm một việc gì đó, thì chắc chắn sẽ thành công.